Anh em trong quá trình thử nghiệm đây, lắp cái lốc điện này, lắp lốc điện nha, với dàn lạnh hai cửa là ba cửa đây, à đây là dàn lạnh bốn cửa. Đấy, trong quá trình thử nghiệm này, lốc làm việc nha, lốc hút này, đấy, hút nén này. Đây, cái bộ điều khiển trung tâm nó đây, lốc này sờ lạnh buốt luôn này. Đây là bình đây là toàn bình thay của xe ra đấy. Thử nghiệm thành công đấy, lạnh lắm, đường hồi lạnh toát, nhiệt độ để không này, nhiệt độ đây không phải trong xe đâu nhá, vẫn để ở ngoài nhá. Thôi rồi rồi, con này mà để trong xe là lạnh sâu lắm đấy, vẫn đang tiếp tục giảm này. Như con này sau gió nó khỏe thế nhỉ? Nó tít mù luôn. Để lốc ướt đây. Để đấy, cái này thử nghiệm là thành công rồi đấy. Nhiệt độ vẫn đang tiếp tục giảm. Anh em mà có nhu cầu mà mua cái lốc này rời nhá, mình có rất nhiều nha, rất sẵn nhá. Lốc rời, dàn nóng, nói chung là phụ kiện rời đầy đủ hết. Cái này thì quan trọng mỗi là khi mình lắp lên thì cần cái dòng sạc thôi. Cái dòng sạc này nó cứ đạt tầm khoảng 70A trở lên là ok. Cứ sợ nếu cái dòng sạc mà nó yếu là nó không ổn định thôi. Đẹp đấy. Chứ quạt này vào nó mới khỏe này.